Sau trận thua Aston Villa với tỷ số 0-2 và rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League, Chelsea đã không thể tiếp tục đặt niềm tin ở huấn luyện viên Graham Potter. Chưa đầy một ngày sau đó, ban lãnh đạo The Blues đã chính thức nói lời chia tay với vị chiến lược gia người Anh. Ở các vòng đấu tới, trước mắt là trận đấu với Liverpool, trang chủ của The Blues thông báo trợ lý Bruno Sauto sẽ thay thế Graham Potter để đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng. Bên cạnh đó, đội chủ sân Stamford Bridge cũng đang nhanh chóng tiến hành công cuộc tìm kiếm một chiến lược gia đủ năng lực để đảm nhiệm công việc tại Chelsea. Ngay lập tức, truyền thông Anh nói riêng và châu Âu nói chung đã liệt kê hàng loạt những ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế nóng tại sân Stamford Bridge. Theo Telegraph, đội bóng thành London sẽ cố gắng phỏng vấn ít nhất là 5 ứng viên cho chiếc ghế nóng của câu lạc bộ. Các giám đốc thể thao Lawrence Stewart và Paul Winstanley đã được trao quyền phụ trách quá trình tuyển dụng và hiện có 5 cái tên đáng chú ý bao gồm Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Luis Enrique, Luciano Spalletti và Oliver Glasner của Eintracht Frankfurt. Trong đó, hai cái tên nổi bật nhất và có khả năng cao nhất để trở thành huấn luyện viên mới của Chelsea là Luis Enrique và Julian Nagelsmann. Về phía Luis Enrique, ông đang tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình sau khi chia tay đội tuyển Tây Ban Nha. Mới đây, đích thân cựu thuyền trưởng của Barca đã khẳng định: "Tôi muốn thử trải nghiệm bóng đá ở ngoại hạng Anh, nhưng tôi chỉ nhận lời dẫn dắt đội bóng nào có một dự án đủ thú vị, nơi tôi có thể làm được những điều lớn lao và quan trọng." Với những gì huấn luyện viên Luis Enrique đã làm được tại Barca, đẳng cấp của ông là điều không cần phải bàn cãi. Dù không thể cùng đội tuyển Tây Ban Nha tiến sâu tại World Cup 2022 và trước đó là Euro 2020, nhưng La Roja dưới sự dẫn dắt của cựu cầu thủ Barca đã thể hiện một triết lý kiểm soát bóng rõ ràng, mạch lạc và thứ mà họ còn thiếu duy nhất chỉ là khả năng kết liễu đối thủ mà thôi. Nếu nhận lời dẫn dắt Chelsea, huấn luyện viên Luis Enrique hoàn toàn có thể tái hiện lại phong cách kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi tại sân Stamford Bridge. Thậm chí, với sự hào phóng của ông chủ Todd Bowley, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn có thể đem về những bản hợp đồng chất lượng ở các kỳ chuyển nhượng gần nhất để hoàn thiện triết lý của mình hơn so với khi còn dẫn dắt La Roja. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Julian Nagelsmann mới đang là cái tên hàng đầu cho vị trí huấn luyện viên trưởng của Chelsea. Các nhà cái hàng đầu châu Âu đều xếp Julian Nagelsmann là ứng viên số 1 cho chiếc ghế nóng tại The Blues. TalkSport còn đánh giá rằng Chelsea chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn chiến lược gia người Đức. Mọi thứ cứ như sắp đặt sẵn khi Nagelsmann vừa bị Bayern Munich sa thải để nhường chỗ cho Thomas Tuchel, thì The Blues lại đang cần huấn luyện viên mới. Về phía Hùm Xám chấm dứt hợp đồng sớm, nên hiện chiến lược gia sinh năm 1987 vẫn nhận lương đều đặn từ Bayern Munich cho đến năm 2026, hoặc là đến khi nào Nagelsmann dẫn dắt đội bóng mới. Ở mùa này, Chelsea dù tốn không ít tiền nhưng vẫn chưa thể ổn định vị trí huấn luyện viên trưởng. Thông thường, một đội bóng sẽ phải đền bù số lương còn lại theo thời hạn hợp đồng khi sa thải huấn luyện viên trước thời hạn. Trước khi bổ nhiệm Graham Potter, Chelsea đã phải trả 20 triệu bảng hồi tháng 9 để đền bù cho chiến lược gia người Đức và các cộng sự. Trong trường hợp của huấn luyện viên Graham Potter, về mặt lý thuyết, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ phải trả chiến lược gia người Anh 50 triệu bảng. Tuy nhiên, theo AS, Chelsea đã đạt được thỏa thuận với huấn luyện viên sinh năm 1975 về việc trả một khoản trợ cấp thôi việc không liên quan đến thời hạn hợp đồng. Con số này rơi vào khoảng 13 triệu bảng. Nói vậy để thấy rằng, ban lãnh đạo The Blues không hề tiếc tiền, miễn là họ tìm được người phù hợp cho vị trí thuyền trưởng của đội bóng. Bởi lẽ, xét về mặt thành tích, việc ban lãnh đạo Chelsea quyết định sa thải huấn luyện viên Graham Potter không phải là điều gì quá vô lý, dù chiến lược gia người Anh mới ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Stamford Bridge từ tháng 9 năm 2022. Huấn luyện viên Graham Potter chỉ thắng 7 trong số 22 trận tại Premier League cùng với Chelsea, có 7 trận hòa và nhận tới 8 thất bại. Với tỷ lệ 1,27 điểm mỗi trận, chiến lược gia sinh năm 1975 là người có thành tích tệ nhất trong lịch sử Chelsea tại ngoại hạng. Nhà báo Christian Falk của tờ Bild Sport mới đây cũng cho hay, nếu Chelsea muốn có Julian Nagelsmann, đội bóng này phải trả phí chuyển nhượng cho Bayern Munich. Đội bóng nước Đức cũng sẽ rất vui khi họ không phải trả mức lương tổng cộng gần 7 triệu euro cho Nagelsmann đến năm nữa. Dù vậy, Chelsea sẽ phải cạnh tranh gắt gao với Tottenham. Theo Sky Sports, Tottenham liên hệ cựu huấn luyện viên Bayern Munich nhiều ngày qua, nhưng tiềm lực tài chính là lợi thế để đội chủ sân Stamford Bridge thắng ở cuộc đua này. Cuộc đàm phán giữa Chelsea và Julian Nagelsmann được cho là đang diễn ra khá thuận lợi, dù hai bên vẫn chưa đi đến bất cứ thỏa thuận chính thức nào. Ở tuổi 28,
Nagelsmann được Hoffenheim bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng vào tháng 10 năm 2015. Sau đó, chiến lược gia người Đức nhận lời dẫn dắt RB Leipzig và biến đội bóng này trở thành một trong những tập thể đáng xem nhất Bundesliga, thường xuyên nằm trong nhóm dự Champions League và thậm chí còn là đối trọng của Bayern Munich và Borussia Dortmund. Chính nhờ những thành công trên băng ghế chỉ đạo từ khi còn rất trẻ, Julian Nagelsmann đã được ban lãnh đạo của Hùm Xám đặc biệt chú ý. Sau khi nhận lời dẫn dắt Bayern Munich từ mùa 2021-22, chiến lược gia người Đức đã đưa Hùm Xám đến chức vô địch Bundesliga và giành hai siêu cúp Đức. Ông cũng đạt tỷ lệ thắng 71,4% với Bayern Munich, chỉ kém hai cựu huấn luyện viên Hansi Flick và Pep Guardiola. Ở thời điểm huấn luyện viên Julian Nagelsmann bị sa thải, Hùm Xám vẫn đứng thứ hai tại Bundesliga, kém đội đầu bảng Dortmund chỉ một điểm. Còn tại Champions League, Nagelsmann đã giúp Bayern Munich thắng cả 8 trận kể từ đầu mùa giải, trong đó nổi bật nhất là hai chiến thắng trước Paris Saint-Germain để giúp Hùm Xám hiên ngang tiến vào tứ kết. Vấn đề lớn nhất và cũng là nguyên nhân khiến Bayern Munich quyết định sa thải vị chiến lược gia người Đức là vì Nagelsmann không thể kiểm soát được phong thay đổi. Julian Nagelsmann mới chỉ 35 tuổi, còn quá trẻ và khó có thể kiểm soát được những cầu thủ cá tính và giàu kinh nghiệm. Nhưng về mặt chuyên môn, Julian Nagelsmann chắc chắn là một trong những bộ óc chiến thuật hàng đầu thế giới hiện tại. Nếu cựu huấn luyện viên Bayern Munich nhận lời dẫn dắt Chelsea, đội bóng này chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi vô cùng thú vị. Thậm chí, viễn cảnh hai huấn luyện viên Julian Nagelsmann và Thomas Tuchel đối đầu ngay tại bán kết Champions League năm nay là hoàn toàn có thể diễn ra trong trường hợp Chelsea đánh bại được Real Madrid, còn Bayern Munich có thể vượt qua Man City. Tự chung lại, theo truyền thông châu Âu, Julian Nagelsmann đang là cái tên được ban lãnh đạo Chelsea coi là ứng viên số 1 ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trong bóng đá, không thể nói trước bất cứ điều gì và cơ hội để các ứng viên khác tiêu biểu như Luis Enrique ngồi vào chiếc ghế nóng tại The Blues là vẫn còn. Thậm chí, nếu huấn luyện viên tạm quyền Bruno Sauto có thể làm nên chuyện tại Champions League, ông hoàn toàn có thể được bổ nhiệm làm huấn luyện viên chính thức ở cuối mùa.